viên Shin Tae-yong nhận xét bất ngờ về đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong đã đưa ra nhận xét về các đối thủ ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Ở bảng F thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia là cái tên cuối cùng giành quyền góp mặt. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong vượt qua đội Brunei với tổng tỷ số 12-0 sau 2 lượt trận tại vòng loại thứ nhất. Như vậy, bảng F có đến 3 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á góp mặt là đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Philippines. Sau khi giành vé dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026, ông Shin Tae-yong bất ngờ nhận xét, thực sự mà nói, các đối thủ của Indonesia ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026, trong đó có đội tuyển Việt Nam, Iraq và Philippines là mạnh hơn chúng tôi. Vì vậy, đội tuyển Indonesia cần phải có sự chuẩn bị phải kỹ lưỡng hơn nữa để giành kết quả tốt. Dưới thời của huấn luyện viên Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia vẫn chưa thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Ở những lần đối đầu trước, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc luôn tỏ ra rất tự tin và chưa bao giờ tự cho mình ở thế chiếu dưới. Tuy nhiên, khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sắp khởi tranh, ông Shin lại khiêm tốn bất ngờ. Có thể nói, Indonesia là cái tên khá duyên nợ với đội tuyển Việt Nam. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng nằm chung bảng với đội Indonesia. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo toàn thắng đội bóng xứ Vạn Đảo cả hai lượt trận. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sắp tới, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp. Ở bảng F, đội tuyển Iraq được đánh giá mạnh nhất và nhiều khả năng giành ngôi nhất bảng. Do đó, đội tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng để lấy suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á 2026. Indonesia chắc chắn sẽ là thách thức lớn đối mà đội tuyển Việt Nam không dễ để vượt qua. Bóng đá xứ sở Vạn Đảo đang có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian, với lớp cầu thủ kế cận rất tiềm năng. Tấm huy chương vàng SEA Games 32 môn bóng đá nam chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bóng đá Indonesia đang sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ rất đáng kỳ vọng. Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội Indonesia đến 2 lần trong vòng 5 ngày, lần lượt vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, sân khách, và ngày 26 tháng 3 năm 2024, sân nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.